Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Vinh quang thuộc về Đảng Cộng sản, đau thương trút lên đầu dân chúng. Năm 2017, khi đó Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, là người đã phát ngôn của Chính phủ khi nói về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, đã cho rằng tinh thần của chúng ta là rất minh bạch, công khai, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân, nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vâng, não trạng của quan chức u mê tăm tối đến như vậy, nhưng ngay cả lời xin lỗi cũng ít khi được nghe. Chính sách bạo lực chống dịch bất chấp nỗi thấu khổ của dân đã khiến cho hàng triệu người lao động đang chạy trốn khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, tạo thành một cuộc di đàn khổng lồ đầy nước mắt suốt hai tuần qua, gây ra nhiều sự khổ đau. Và chỉ khi dòng người di tản về quê đã giảm hẳn, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới ra công văn và công điện yêu cầu các địa phương đón người trở về quê hương. Đây là hình ảnh vào đêm 6 tháng 10, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiền, 29 tuổi, bế đứa con nhỏ hòn mới 15 ngày tuổi, về đến Nghệ An sau 3 ngày đêm vượt gần 1.300 km bằng chiếc xe máy cũ. Có lẽ nhiều người cũng đang tự hỏi, phản ứng của các địa phương trước dòng người hồi hương là nỗi sợ vỡ thành tích chống dịch, hay thấy đó là một tình huống nhân đạo cần ngay những quyết định của mình. Tàu hỏa, xe khách vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công nhân lầm lũi, bao gồm cả phụ nữ có mang trẻ em sơ sinh, bồng bế nhau hàng nghìn km trên xe máy, dắt díu nhau hàng trăm km trên đôi chân, trên xe đạp. Quyết định đông cứng hệ thống giao thông công cộng như một biện pháp chống dịch không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế, mà còn đang đầy ải hàng vạn con người Việt Nam trên khắp cả nước. Giờ đây chúng ta chứng kiến những người ly hương với hai bàn tay trắng đang hồi hương vẫn hai bàn tay trắng với nhiều gánh nặng hơn. Hệ thống chính trị, nhiều công an, nhiều quan chức và hàng nhất nhì thế giới lại thiếu sự tin cậy, hiểu biết dân, hiểu dân và ít khả năng tiên liệu và đủ lòng trắc ẩn để tránh ra nỗi quyết định những cỗ máy. Và tại Hội nghị Trung ương 4 nhóm họp và bế mạc trong những ngày đầu tháng 10 năm 2021, khi gió mưa vẫn đang vần vũ, nhưng Đảng vẫn cho ngồi họp tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng của người dân mặc cho dân đói khổ. 200 ủy viên Trung ương Đảng ăn trong nhà hàng sang trọng, ngủ trong những khách sạn đắt tiền và hàng ngày diện các bộ cánh sặc sỡ, thơm phức mùi nước hoa, cắp da cặp, có xe deluxe đón, xúm nhau tại Ba Đình chỉ để chăm bẵm bàn việc thế nào giữ cho được sự tồn vong của Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hết sức tàn ác với hô hào kêu gọi phải giữ chặt nguyên tắc xây dựng Đảng, chống biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông Trọng cũng dọa sẽ thanh trừng không nương tay những đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhưng này đã muộn, vì cả tổ chức Đảng đã mục rũ cả rồi. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9, vị tướng cảnh sát đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Đó là những vị cảnh sát biển. Ông Trọng gọi đó là những người phai nhạt ý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, phụ họa quan điểm lệch lạc đối đầu, từ đó sa sút về ý chí chiến đấu. Vậy chiến đấu với ai? Câu hỏi được đặt ra chắc chắn là cuộc chiến chống lại tư duy đổi mới, khát khao đòi tự do dân chủ của đại đa số người dân Việt Nam trong cả nước. Trong khi đó, ngoài kia, hàng trăm hàng ngàn dân lao động đang chạy trốn đại dịch Covid-19, rời Sài Gòn, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai để về quê Nam Kỳ, lục tỉnh, miền Trung và các tỉnh ở phía Bắc. Mưa gió, bão bùng, đêm đen kịt, không nhìn thấy rõ người, nhưng hàng đoàn người chở theo vợ con, hành lý trên những xe máy rách bươm để vượt hàng ngàn cây số trong khổ đau. Một số người về miền Bắc, miền Trung trên quốc lộ 1A phải vượt qua đèo Hải Vân cao tới 500 mét, dài 21 km, vắt ngang qua dãy núi Bạch Mã giữa Huế và Đà Nẵng. Đường quanh co, một bên là núi đá, bên kia là vực thẳm. Trong khi hầm đường bộ Hải Vân thì chỉ có 12 km, nhưng chính quyền Cộng sản đã cho khóa chặt vì sợ không thu được phí. Chỉ đến khi mạng xã hội, dân chúng kêu gào, họ mới cho mở cửa hầm để dân đi. Trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Thế Thịnh, cựu trưởng đại diện miền Trung của báo Thanh Niên đã viết như sau. Gần 8 tỷ người trên thế giới, nếu cho dữ liệu về đèo Hải Vân thì sẽ không hiểu được vì sao không cho người về quê đi qua hầm Hải Vân mà phải đi bằng xe máy trong trời mưa gió đến như vậy. Đây là hình ảnh
dòng người đi xe máy về quê dừng chân tại đỉnh đèo Hải Vân rạng sáng ngày 5 tháng 10. Đau thương ngập tràn trên các trang lề dân với những ghi chép với các video clip nóng, nhói lòng. Cuộc tháo chạy về quê đã bị chính quyền vô cảm và tàn bạo ngay trên quê hương là Trùm Khế Ngọt, chặn lại không cho vào, gây phẫn nộ và nhức nhối. Trên dặm đường Thiên Lý, không ai thấy bóng dáng của cán bộ Ban Dân Vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn hay đoàn thể nào đứng ra quyên góp, cứu trợ nhân đạo gì cả. Chỉ có dân thương lấy dân, hàng trăm tình nguyện viên mạnh thường quân trên khắp nẻo đường, dân nghèo ly hương đi qua, giúp cho bà con nước, sữa, bánh mì, xăng xe và cả tiền mặt. Trẻ em ngất xỉu, phụ nữ thì sảy thai, đẻ non, xe hư hỏng, tai nạn dọc đường hành trình là những nỗi đau xé nát tâm can của hàng triệu người dân Việt Nam, nhưng đã thì thở ơ. Thương tâm nhất là hai mẹ con chị Hà Thị Vuông, 43 tuổi và Nguyễn Văn Thành, 15 tuổi, đồng hương Thanh Hóa với ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính, khăn gói vào Bình Dương làm thuê kiếm tiền trả nợ. Nhưng nợ chưa kịp trả thì mẹ con chị bị tai nạn, tử vong khi đang trên đường về quê tránh dịch. Tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, tức là phía Phước Mỹ, Phước Sơn, Quảng Nam vào hôm 4 tháng 10 năm 2021. Thật đáng lòng và chua xót khi thấy giai cấp công nhân, giai cấp chuyên chính vô sản, từng là lực lượng tiên phong lãnh đạo cách mạng, giờ nhếch nhác, cùng cực phải chạy về quê, nơi trú ẩn cuối cùng như thế. Đây là hình ảnh hành lý mang theo của người dân sau khi dọn khỏi phòng trọ lên đường về quê. Lý do đơn giản là đại diện của họ, những đảng viên Đảng Cộng sản cầm quyền chẳng hề đếm xỉa tới họ sau khi lợi dụng giai cấp này để lên nắm quyền. Dù đảng này luôn hô hào rằng nó là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhưng những gì đang diễn ra trên thực tế mọi người có thể thấy rõ, đảng này là đại diện cho ai. Nhìn ông Tổng Bí thư già nua luôn muộn kêu gào đảng viên cao cấp của mình thôi ăn cắp, bớt tham nhũng trong suốt 10 năm qua mà thấy thương hại. Suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống suy đồi đã trở thành bản chất ăn sâu trong dòng máu của người Cộng sản. Tình trạng tham nhũng, tư túi, ăn cắp của công leo thang rất lớn, không chỉ trong các cơ quan chính quyền mà ngay cả trong lực lượng công an, quân đội, cảnh sát biển, vân vân. Chúng ăn không chừa một thứ gì, vô trách nhiệm, buôn lậu, bảo kê và bán rẻ tổ quốc. Thống kê 10 năm qua cho thấy có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 12 ủy viên Trung ương Đảng, 14 tướng lĩnh quân đội, 12 tướng lĩnh công an, 15 bí thư, phó bí thư các tỉnh thành và gần 20 bộ trưởng, thứ trưởng và nhiều cán bộ cấp huyện, xã và tỉnh bị kỷ luật vì các tội danh ở trên. Đây chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, thực tế còn nhiều hơn gấp cả ngàn lần. Điều này cho thấy hệ thống cán bộ công chức, đảng viên của bộ máy cai trị quốc gia đã mục ruỗng đến tận xương tủy. Và đại dịch Covid-19 giúp phơi bày thêm nhiều mặt xấu, tệ hại của thể chế cộng sản cầm quyền. Trong đó, khốn nạn trắng trợn nhất là ngay trong Bộ Y tế đã hình thành nhóm lợi ích thiết kế sân sau, bao thầu vaccine, nâng giá thiết bị y tế, giá xét nghiệm, gấp hàng chục lần giá thực tế để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng trên thân người bệnh đói khổ. Đây là hình ảnh trong siêu thị của Đức, giá niêm yết một bộ tự xét nghiệm COVID-19 chỉ có 0,95 euro, tức là tương đương có 25.000 đồng. Trong khi đó, giá của Bộ Y tế duyệt chi là 238.000 đồng. Có nơi, dân phải chi tới 730.000 đồng cho một xét nghiệm ngoáy mũi như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng khóa 12 đang cố gắng ra sức chống đỡ sự sụp đổ của ý thức hệ trong đội ngũ của những người Cộng sản. Và khóa 13 này cũng như vậy. Níu kéo độc tài, duy trì quyền lực để đè đầu cưỡi cổ nhân dân vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hội nghị Trung ương 4 vừa bế mạc, bất kể dân chúng kêu khóc, đói rách trong phẫn nộ tột cùng ra sao, mặc kệ chiếc thẳng lọng Trung Quốc và cuộc xâm lấn trên biển đảo như thế nào. Cuộc hồi hương vĩ đại, đau đớn và xót xa nhất trong lịch sử dưới triều đại Cộng sản vẫn đang tiếp diễn. Nhìn đồng bào của mình, nhìn giai cấp, bị trị, dắt díu, bồng bế con chạy dịch về quê, mà lòng chịu nặng nỗi đau buồn, càng căm hận lũ bất nhân, bất nghĩa. Vinh quang thuộc về Đảng Cộng sản, nhưng đau thương tồi tệ nhất lại thuộc về nhân dân. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đồng cảm với nỗi đau lòng của người dân lao động tha phương, về lại quê hương bằng bài thơ mang tựa đề Dấu chân người tha phương, được ông chia sẻ như sau. Đêm qua gió tận chân trời,
mang theo tiếng khóc bời bời cố hương. Bước chân đau mọi ngả đường, tha phương rồi lại tha phương kiếp người. Đêm qua mộng mị khóc cười, nhân gian gặt một vụ mười buồn đau. Người đi bóng đổ nát nhèo, cơn mơ vùi xuống dưới màu cỏ quê. Đêm qua tiếng trẻ trong mê, gọi tên cha mẹ đã về cổ xưa. Bỗng trời đổ một cơn mưa, con đò Tây Trúc cũng vừa sang sông. Và tôi thức đến rạng đông, lòng như trẻ lạc mênh mông con đường. Dấu chân cầu thực tha phương, in trên cả bốn bức tường phòng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2021 với bản tin Vinh quang thuộc về Đảng Cộng sản, đau thương chút lên đầu nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.